4 2 1 Happy New Year! Hello mọi người, chào mọi người quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay anh em mình đi đón New Year ở Chicago nha. Đó, everybody say oh yeah. Đây một đó nè, đó, nguyên một đám. Mình lái xe thì anh này Phú nè, đó, Phú. Chung là Phú đi Chicago luôn, ok. Dân lết á. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ head out nha. Ok, gặp mọi người sau. Ok, hello mọi người. Sau 2 tiếng đồng hồ lái thì mình đã tới chỗ hotel. Bây giờ mình sẽ vô check in ấy phòng trước. Mình mới đậu xe rồi đó kìa. Đó. Thì bây giờ mình smell that. Yeah. Cỏ. It's Phú. Mấy bạn nhớ Phú không? Phú mà cái video Chicago đầu tiên đi chơi Phú luôn đó. Đó. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi vô check in cái xã đoàn của mình, đi vô phòng trước rồi. Thì bây giờ mình mới lên tới đây nè, bây giờ lên học 37, ok. Đi vô phòng nha các bạn. 2037. So this way. Wait, 38, 37. Yeah. Oh, hello. Hello. Đó, cái này là cái cảnh phòng mình nha. Đi Chinatown hả? Ok, thì tụi mình đang đứng ở trước hotel đợi taxi tới đi Chinatown nha. Là nó kì môn. Đẹp bấy. Ok, tới rồi kìa. Thank you. Taxi mình tới nha các bạn. A few moments later. Ok mọi người, bây giờ mình đang ở Chinatown nha. Hiện giờ đó mình vừa mới tới nè. Nguyên một cái xã đoàn. Hello Bi. Hello. Bi lạnh không? A little bit. Kệ Bi chứ. Thời gian thì tụi mình đến được quán nha. Bây giờ tụi mình ăn lẩu. Đó, lẩu Hàn Quốc nha. Tất cả đây là chỉ là fan của anh Tèo nha mọi người. Cameraman nói gì chứ. Đói, ai cũng đói hết rồi mọi người ơi. Ai cũng đói hết rồi. Giờ vô ăn. Ăn để lấy sức hồi đi quẩy. Hồi mình đi quẩy banh rẫy luôn. Nè, kéo này xuống luôn. Nắm. Nè, nắm này. Thì đây món Hàn Quốc nha. Như lẩu mà kiểu người ta làm kiểu Hàn Quốc. Đó nấm nè, tàu hũ nè, bọc cô bê nè. Đồ ăn của mình ra nha mấy bạn. Hồi nãy là đồ ăn của bàn bên kia. Cá hồi, bò. Uh,
nước chấm thì mình tự pha ở đây luôn. Có rau nè. Ok mọi người, thì hiện tại mình đang trên xe đi xuống trung tâm thành phố của Chicago để mình countdown nha. Yeah. 2020 chuẩn bị tới rồi. Yep, he likes to vlog. Like YouTube shit? Yep. Really? Yeah. You wanna subscribe my channel? Yeah, I wanna subscribe. Good. Yeah. Let me see. You wanna... What language is that? It's Vietnamese, but it's all we have to translate. What's your name? T-A-I. T-A-I space. Space. And then T-E-O. T-E-O. And then space. Space. Vlog. Vlog. Yep. V-L-O-G. 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 O-G. Yep, and then search. And you will see me in the top. Vlog. Right there. That's yep. You? Yep. First one, yep. That's him. Yeah. That's you? Yep. Thank you so much. You wanna see me now? Yeah. Let's see me. Okay, so this guy just give me a subscribe on my channel. That's me right there. Thank you so much. That's you? Okay, I will subscribe you back later. I've got only 2,000 subscribers. Okay, you're gonna hook me up with the subscriber? Me? Yeah. I don't know, dude. Okay, anh này rất là vui luôn. Anh cũng là YouTuber. Đây hiện tại mình đang đứng ở dưới của tòa nhà của Tổng thống Trump nha. You smell? Hello? Hello, đang đâu vậy? Warren, chỗ nào vậy ta? Tao đang đứng ở dưới chỗ Trump á. Warren, chỗ nào ta? Ok. Thú dữ thú. Đi Warren không? Nó đang ở trong Warren. Yeah, let's go. I don't know where is Warren. Is that that way or? Yeah, have it on your phone. Bỏ tay túi đi. Thật. Đó, bạn theo. Năm phút đi bộ. Mười lăm hả? Năm phút. Ừ. Đi thẳng. Bao nhiêu mai? Đi thẳng ra đây tới nè. Đi thẳng trên này tới nè. Thì hiện tại thì ngoài trời rất là lạnh luôn. Bây giờ mình sẽ đi. Đó, ai cũng đứng đây đợi. Ở dưới này là nước nè, để mình quay cho các bạn coi. Dưới này có nước nè, right? Anh cũng đứng đợi, anh đứng chờ hết.
lạnh quá trời mà không đứng chờ. Thì nguyên một nhóm mình đang đi bộ tới cửa hàng tạp hóa nha. Có thú nè. Ok, thì hiện tại chỉ còn 10 phút nữa thôi là tới New Year nha. Đó, đang đứng đám đang đứng chờ nè. Đó, có cameraman luôn. Bên này có chị Moon. Có Bi, Elvin, mấy đứa cousin. Thì người ta sẽ bắn pháo bông bên đó. Mình sẽ đứng đây coi nha. Còn 10 phút nữa. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Không biết trên kia nó có rớt gì xuống không ta? Trên đó nó có cái đèn đẹp kìa. Tập đèn ống gần. Mấy cái thiệt nữa. Không biết. Nó đứng bên kia kìa. Tại sao không có gì được vậy? Ô summer rồi, chụp lại. Trời ơi, đẹp quá. Cái nón có đẹp không? Đẹp. 1, 2, 3. Tại lạnh quá mà. Ô đẹp nè. Mà. Ok, mọi người chuẩn bị đếm ngược nha. Còn khoảng tầm 2 phút nữa. Bên này chưa bắn. Chút nữa sẽ tất cả mọi người ở đây đều đếm ngược 19 á. Đó, thì theo như mình biết là sẽ bắn pháo bông đó. Quá trời người tới coi rồi kìa. Nãy giờ em bắn cái chút này rồi. Đó, hiện tại là 11 giờ 58 nha, chuẩn bị rồi. There, one more minute. One more minute. 11 giờ 59. Lên gì. Ok, thì hiện tại 11 giờ 59 nha, chuẩn bị đếm ngược nha. Đó, trên đó nó sẽ rớt cái đó xuống. Oh, 45 giây. 45 giây nữa. Lạnh tay quá. 45 giây nữa nha mọi người. Chuẩn bị đếm ngược rồi. 30 giây, 25 giây nữa nha. 25 giây nữa. Ai cũng hú hết à. 15 giây. 15 giây nữa. Hello. 10 giây. 10 giây. 10 giây nữa nha, còn 10 giây, 5 giây. 4 2, 1, Happy New Year! Woo! 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 2020 nha! Đó, pháo bông lên rồi nè mọi người. Xét trên chỗ bắn pháo bông luôn đó nha. Wow.
Happy New Year. Cảm ơn bạn quá trời. Everybody say Happy New Year. Lạnh quá. Okay. Put it on. Yeah, muy.